chưa biết được cụ thể chính xác là những gương mặt nào sẽ là những gương mặt mà được các bạn đề cử một cách chính xác nhất. Cũng Phạm Hương trong đầu mình thì cũng có rất là nhiều cái tên và Phạm Hương có thể lựa chọn để có thể đi tiếp được cho cái danh hiệu của mình, cũng như có thể đảm nhận được cái vai trò mà mình đang nắm giữ. Nhưng mà đó cũng chỉ là bên trong suy nghĩ của Phạm Hương thôi. Nhưng Phạm Hương hy vọng rằng là với những gì mà Phạm Hương đã cố gắng, Phạm Hương đã nỗ lực trong suốt hơn một năm vừa qua, thì tất cả các bạn hãy lấy đó như là động lực của bản thân mình. Hãy cho mình sự trau dồi thật là tốt, rèn luyện thật là tốt để có đầy đủ những cái kỹ năng, những cái yếu tố như vậy. Và đặc biệt đó chính là sự dẻo dai, sự kiên trì nhất để các bạn có thể có một tâm thế tốt nhất khi bước. Mà Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam cuộc thi năm nay sẽ tìm kiếm khi mà các bạn thí sinh có tập luyện thể lực thật là tốt, thật là kiên trì. Và đây là cái điều khác biệt lớn nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Tất cả các thí sinh tham dự các vòng thi sẽ được trải qua các cái phần thi liên quan đến các kỹ năng để chứng minh bản lĩnh mình xứng. Ban tổ chức cuộc thi với những đơn vị đồng hành cùng với cuộc thi ngay từ những ngày đầu.